để có nhiều video hơn xem trong tuần, hay là các bạn muốn mình review chai nước hoa mà các bạn muốn, thì các bạn hãy ủng hộ cho mình theo cái đường link donate ở phía dưới phần mô tả của video nhá. Xin chào bạn đã trở lại kênh của mình. Sau cái video về những cái mùi hương văn phòng dành cho nam giới thì có rất nhiều bạn bình luận phía dưới rằng là tại sao lại không có một chai nước hoa mà gọi là best cho dân văn phòng, đó chính là Prada Noom. Thì mình đã phải mua em nó về, và thực ra mùi hương này mình cũng đã ngửi rồi, và mình đã phải mua em nó về để mình review riêng em nó cho các bạn. Tại sao mình sẽ nói ra tại sao, cái lý do mà mình không muốn cho em nó vào ở trong video top 5 mùi hương dành cho văn phòng. Chúng ta nào bắt đầu tìm hiểu lý do nhá. Trên tay mình đây đang là chai nước hoa Prada Noom. Đây là một trong những chai nước hoa bán rất là chạy trên thế giới cũng như là ở Việt Nam, và nó là cái phiên bản bán chạy nhất trong cái line này. Và như các bạn có thể thấy rằng là nó có một cái thiết kế trông rất là lạ, khi mà cái mặt trước thì họ làm được làm bằng cái khá là phẳng như này đây. Đó, cái mặt sau thì họ làm chai nước hoa nó có phần hơi kiểu như kiểu trông như kiểu cái hầm ấy, mà cái phần này là làm bằng cái phần da nhá, chờ cầm rất là sướng. Phần nắp chai này thì cũng là nắp bằng kim loại nhưng mà khá là cầm khá là nhẹ. Đó, về cái thiết kế này thì mình thấy là cái thiết kế này nó khá là ok, khá là đẹp, và trông nó có một cái vai rất là riêng, rất là không đụng hàng với những cái sản phẩm của nhà nước hoa khác. Về mùi hương của chai Prada Noom này thì khi các bạn xịt ra thì các bạn nhận thấy được một cái mùi của hoa tím, cụ thể đó là iris, cùng một chút hơi một chút spicy, hơi một chút gia vị tiêu cay nhẹ. Và iris ở đây thì nó không phải là chỉ có riêng hoa iris đâu, mà nó còn có một chút rễ, nó sẽ có một cảm giác nó hơi tối và nó hơi nồng một chút, và nó mang đến cái vibe hơi kiểu mỹ phẩm, hơi kiểu phấn phấn dành cho các chai nước hoa của nữ. Nhưng phải nói rằng là cái mùi hương này ban đầu có lẽ với mình nghĩ rằng là với những bạn nam nào mà khoảng tầm 23-24 tuổi, khi các bạn xịt cái mùi hương này thì các bạn thấy rằng là nó khá là nịnh mũi và nó khá là dễ chịu. Cái mùi ở đây thì nó có một cái chút gì đó hơi ngọt ngọt ban đầu, cái nốt ngọt của hoa tím, của những đóa hoa nhé, của những bông hoa tím luôn. Và về sau thì cái vai nó hơi nhẳng nhặng, nó hơi đắng đắng, nó hơi kiểu dễ dễ, thì và hơi xanh nữa, nó sẽ biến mất và chỉ còn lại cái mùi của hoa tím cùng với cái vai ngọt. Và mùi hương thì về sau nó khá là mềm, rất là mềm và mượt mà. Nhiều người nói rằng là đây còn nói mình là khi mình xịt trên hoa này, nói mình là đây là mùi nước hoa của nữ, tại vì nó khá là mềm mại và nó lại còn mang cái nét hoa tím nữa, thế là nó khó kiểu, nó sẽ mang đến một cái hình ảnh của người đàn ông kiểu lãng tử, kiểu nhẹ nhàng, mà sơ mi trắng quần âu nó mà cũng rất là nhẹ nhàng, chứ không phải kiểu mặc những chiếc áo hoodie hay là những đôi giày thể thao trông lại kiểu mạnh mẽ sport ấy. Thì đây là một cái mùi hương mà mang đến một cái vai rất là thanh lịch, rất là sạch sẽ, rất là nhẹ nhàng. Về sau thì cái mùi hương này, cái vai hoa tím nó sẽ dịu xuống và nó chỉ còn là một cái mùi rất là sạch, rất là dễ chịu, và nó sẽ có hơi hướng khá là xà phòng Shopee. Càng về sau nó sẽ càng Shopee, nên là nếu như bạn nào mà không thích cái vai Shopee thì các bạn có thể không mua chai nước hoa này. Còn nếu như bạn nào thích một cái vai, một cái mùi hương ngọt 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 mà khá là nịnh mũi cả chị em lẫn là đàn ông, và nó có vai đúng kiểu nhẹ nhàng, thanh lịch, sạch sẽ, kiểu từ tốn, điềm đạm, thì đây là một chai nước hoa như vậy. Với độ bám tỏa của chai nước hoa này thì với mình, chai Prada Noom này bám ở trên da mình khoảng tầm 7 đến 8 tiếng. Tại vì mình có xịt từ sáng và đến chiều mình đi tập về thì nó chỉ còn một cái mùi thoang thoảng skin scent thôi. Và cái mùi hương này về độ tỏa hương thì nó chỉ ở mức trung bình, nó không phải gọi là quá tốt, nó không phải là một phát là tất cả mọi người đều ngửi thấy, mà phải tiếp cận gần một chút, như kiểu chúng ta ở khoảng cách tầm 2 mét mà dễ dính Covid ấy, thì các bạn có thể ngửi thấy được cái mùi hương này. Như kiểu mình xịt tay này thì mình vừa mới xịt được khoảng tầm 15-20 phút thì mình mới có thể ngửi thấy em nó. Còn sau, còn tầm 3-4 tiếng sau thì các bạn sẽ không ngửi đến mùi nó. Nên là nếu như bạn nào mà thích cái mùi của Prada Noom này mà các bạn muốn nó bám tỏa tốt hơn thì bạn có thể mang chai chiết đi, hoặc là mang chai nước hoa đi để buổi trưa, nghỉ trưa, rất nhiều thứ.
thì các bạn đầu giờ chiều các bạn để xịt lại, nó mùi hương nó có thể tốt như ban đầu. Và về giá tiền của em này thì em này như là theo mình biết là nó có khoảng giá tầm dưới 2 triệu đồng, chắc chỉ tầm dưới 2 triệu đồng là căng đét thôi, không quá được 2 triệu đồng đâu cho cái chai này, là chai 100ml. Và đó là tất cả về mùi hương, về giá tiền, về độ bám quả. Còn với mình, tại sao mình lại không cho chai nước hoa này vào 5 mùi hương để sử dụng trong dân văn phòng? Tại vì như ở trong 5 mùi hương mình làm trong cái video ấy, top 5 đấy ấy, thì với mình đấy là những cái mùi hương có thể nói rằng là một là quốc dân hẳn, hai là những cái mùi hương lạ, ba là những cái mùi hương nó có một cái màu rất là riêng. Còn với chai Bradanom này thì mình nghĩ là đây như kiểu một cái bộ đồng phục cho những bạn học sinh đi học ấy, nó không quá là đặc biệt đối với mình và nó ở mức quá là an toàn. An toàn hẳn thì mình nghĩ là chênh tiền một chút các bạn có thể mua Blue de Chanel, nó tốt hơn hay là nó lãng tử hơn, nó có phần quyến rũ hơn thì các bạn có thể mua Lanvin de Nôm của nhà YSL. Còn với Bella Nôm này thì mình không đánh giá cao lắm, nên là nếu như các bạn thích một cái mùi hương nó ở mức độ an toàn, gọi là không có gì nổi bật, chỉ cần một cái mùi hương vừa phải mà nó vẫn một cái vai thanh lịch, một cái vai nhẹ nhàng, điềm đạm thì các bạn có thể mua chai nước hoa này. Và đó là lý do cá nhân của mình thôi. Còn anh em nào thích cái mùi hương này thì hay là đã sử dụng qua thì anh em có thể comment ở bên dưới. Và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.